không phụ cận nhiệt độ tăng lên gấp mấy lần, trở thành một mảnh lửa đỏ, trên hòn đảo thảm thực vật trong khoảnh khắc đều bốc cháy, mặt đất cũng biến thành dung nham đỏ ngầu. Vùng biển chung quanh hòn đảo nước biển đều bị sấy khô, biến thành xương trắng bốc lên cuồn cuộn. Nơi đó lõm xuống hình thành một cái hố to, nước biển ở chỗ khác nhanh chóng chen tới để lấp đầy, nhưng cũng lập tức bị bốc hơi. Sắc mặt nguyên dao vẫn rất chấn định, chỉ có sống mũi toát ra chút mồ hôi. Khi cánh tay như ngọc của nàng vung lên, kiếm liên màu xanh quanh người quay tròn chuyển động, vô số kiếm khí màu xanh chen chúc tuôn ra, không ngừng chém vỡ mưa lửa đang rơi xuống. Nhưng mưa lửa rơi xuống cuồn cuộn không dứt, hơn nữa càng ngày càng nhiều. Cửa ải phi thăng chi kiếp này kéo dài đã được một nén nhang, nguyên dao vẫn đang chống đỡ. Nhưng gương mặt xinh đẹp của nàng lại dần tái nhợt, mồ hôi tuôn ra như mưa, một thân bạch bào đã dính sát trên thân thể. Kiếm liên màu xanh quanh người nàng mặc dù hào quang vẫn sáng chói, nhưng nếu quan sát kỹ, có thể phát hiện được trên phi kiếm đã bắt đầu nổi lên một ít vết dạn thật nhỏ, mà vết nứt lại càng ngày càng lớn, đã sắp đạt đến cực hạn. Mặt khác tình huống mấy món bảo vật cũng đều không khác lắm, đã đến tình trạng nỏ mạnh hết đà. Ngay lúc này, ngũ sắc kiếp vân đang chút xuống mưa lửa bỗng nhiên dừng lại, hư không nóng rực xung quanh cũng nhanh chóng giảm bớt, sau mấy hơi thở đã biến mất không còn tâm tích. Giữa thiên địa lần nữa khôi phục yên tĩnh, dường như trước đây mọi thứ chưa bao giờ xảy ra. Ở phía xa, nhiên lệ bọn người ngân nguyệt thấy vậy sắc mặt đều buông lỏng chỉ có nam cung huyền mặc dù bình tĩnh như trước nhưng sâu trong ánh mắt lại nhiều hơn một tia ngưng trọng nguyên dao thở phào ra một hơi thật nhanh móc ra một viên đan dược màu lam ăn vào nhưng không đợi nàng vận công luyện hóa đan dược ngũ sắc kiếp phân trên bầu trời đã nhanh chóng hội tụ lại với nhau tạo thành một vòng xoáy năm màu vô cùng to lớn nó chuyển động u u ở giữa vòng xoáy liền xuất hiện một lỗ đen kịt lớn tĩnh mịch ầm ầm từ trong lỗ đen một đạo lôi quang màu tím hiện lên, từng đoàn hồ quang điện màu tím ngưng tụ mà ra, hóa thành từng khỏa lôi cầu màu tím to bằng cái thớt. Mặt ngoài của nó là lôi điện màu tím chói mắt ngang dọc lộn xộn, xem ra cực kỳ đáng sợ. Đây chính là lôi kiếp đáng sợ nhất trong phi thăng thiên kiếp. Vô số lôi cầu màu tím giống như gió táp mưa rào, bao trùm cả khoảng thiên địa rơi về phía nguyên giao, mặc dù không có làm cho nhiệt độ trong thiên địa lần nữa thay đổi, nhưng thanh thế lại kinh người hơn xa so với hỏa vũ thiên kiếp. Nguyên Dao khẽ cắn chặt răng, hai tay trước người nhanh chóng kết động pháp quyết, điều động pháp lực còn sót lại trong người rót vào kiếm liên quanh người cùng mấy món bảo vật khác. Kiếm liên màu xanh quang mang sáng ngời, làm lớn phạm vi lớn ra gần như gấp bội, vô số kiếm khí màu xanh sen lẫn tạo thành từng đầu kiếm long, đón lấy lôi cầu đầy trời. Mấy món bảo vật kia thì hóa thành hào quang tỏa sáng, cùng kiếm liên màu xanh chung một chỗ bay lên. Âm thanh bạo liệt dày đặc, cuồng bạo vang lên, song phương tiếp xúc như dầu cồn gặp được nước lạnh lập tức nổ tung ra. Lôi cầu màu tím nguy năng hơn hẳn kiếm liên màu xanh cùng mấy món bảo vật quá nhiều, lôi quang chỉ là hơi dừng lại, liền dễ như trở bàn tay đánh tan kiếm liên màu xanh cùng mấy món bảo vật. Nó lạnh lùng rơi về phía nguyên giao đã không còn khả năng phòng ngự. Lúc này, pháp lực trong người nguyên giao đã không còn thừa mấy, trên thân mặc dù còn chút thủ đoạn, nhưng cùng những linh bảo kia so sánh thì không thể bằng. Trên khuôn mặt Việt Mỹ của nàng lộ ra một nụ cười khổ. Hàn huynh, xem ra chúng ta kiếp này thật sự vô duyên, tạm biệt trong nội tâm nàng tự lẩm bẩm, trực tiếp từ bỏ chống cự, hai mắt nhắm lại. Nguyên giao, không nên từ bỏ. Nghiên lệ nhịn không được lớn tiếng la lên, trong thanh âm mang theo một tia nghẹn ngào. Nam Cung Uyển nhẹ nhàng thở dài một cái, hai mắt nhắm lại, khóe mắt thấp thoáng một giọt nước mắt. Băng Phượng và Ngân Nguyệt mặc dù đều khẩn trương trong lòng, muốn tương trợ nguyên giao, nhưng căn bản không thể giúp được. Dưới quy mô thiên kiếp như vậy, bọn họ thậm chí ngay cả tiếp cận đều không thể làm được. Vô số lôi cầu màu tím cuồn cuộn rơi xuống, che mất thân thể Nguyên Dao, tiếng oanh minh vang vọng chân trời cũng che đi tiếng kinh hô tan nát tâm can của Nghiên Lệ. Trong lôi quang cuồn cuộn, hộ thể quang mang bên ngoài thân Nguyên Dao trong nháy mắt bị vỡ nát, lôi điện chi lực đáng sợ xem ra liền muốn mang nàng xé rách. Nhưng vào lúc này, hư không trên đỉnh đầu nàng khẽ động, một mặt cổ kính màu vàng bỗng nhiên hiện ra, mặt kính phát ra từng đạo kim quang trong khoảnh khắc tạo thành một vòng bảo hộ màu vàng cao cỡ người lớn, sau đó bao phủ thân thể Nguyên giao vào trong. Lôi cầu màu tím đầy trời đánh vào trên vòng bảo hộ màu vàng, mặt ngoài vòng bảo hộ kim quang lưu chuyển, nhưng chỉ nhẹ nhàng run rẩy, vững vàng bảo hộ chung quanh nguyên giao. Nguyên giao chỉ nghe bên tai truyền đến tiếng oanh minh, nhưng lại không có thiên lôi rơi xuống, bèn mở mắt ra, nhìn tình huống chung quanh. Đôi mắt hạnh của nàng không khỏi trừng lớn, đơn giản là không thể tin được chính mình sẽ thấy một màn như thế này. Sao, làm sao có thể, nguyên giao trong miệng lẩm bẩm, nàng không tin rằng, tại trong giới diện này, còn có người có thể dung chuyển được uy lực thiên kiếp. Phụ cận một chỗ mặt biển, xuất hiện ba động của hư không, một thân ảnh mơ hồ nổi lên, chính là Hàn Lập. Hô, cuối cùng cũng đổi kịp, con mắt của Hàn Lập nhìn chằm chằm kiếp vân dưới nguyên dao, sắc mặt có chút buông lỏng. Kiếp vân trên trời dường như cảm ứng được có người can thiệp thiên kiếp, bỗng phồng lớn lên gấp 10 lần, giống như đang giận tím mặt. Ngay sau đó, một cỗ thiên kiếp uy áp khổng lồ hơn xa trước đó bạo phát ra, nơi xa nam cung huyền và chúng nữ đột nhiên bị cỗ uy áp này ép tới, đều cảm thấy choáng váng lâm vào hôn mê, rơi xuống phía dưới hải vực. Từ xa hàn lập thấy cảnh này, vội vàng bấm pháp quyết. Một mảnh kim quang nhu hòa xuất hiện dưới thân mấy người, nâng các nàng lên, đưa đến chỗ an toàn ở phía xa. Hắn vừa làm xong đây hết thảy, ngũ sắc kiếp phân trên bầu trời đã kịch liệt sôi trào, vô số lôi cầu màu tím lớn gấp mấy lần liên tiếp rơi xuống, hung hăng đánh vào trên cổ kính màu vàng, Màn sáng do cổ kính hình thành lập tức nổi lên sóng gió. Hư, Hàn Lập Hư lạnh một tiếng, bấm niệm pháp quyết, mặt ngoài cổ kính linh quang lưu chuyển, màn ánh sáng màu vàng lập tức lần nữa trở nên kiên cố. Dù cho lôi cầu đầy trời rơi xuống càng ngày càng nhiều, đều không thể dung chuyển dù chỉ một chút. Nguyên giao ngơ ngác nhìn qua lôi cầu thanh thế dọa người, đang không ngừng rơi xuống rất gần mình và không ngừng bạo liệt, sau đó tiêu tán. Nàng chỉ cảm thấy mọi thứ một giấc mộng rất không chân thực. Trọn vẹn một nén nhang lôi cầu màu tím rốt cục biến mất. Ngũ sắc kiếp vân phát ra một tiếng vang trầm thấp, sau đó bạo liệt và biến mất. Hư không phía trên kiếp vân hiện lên một vòng tử quang, một đường vết nứt màu trắng thật dài nổi lên. Ông một tiếng, một cột sáng màu trắng từ trong khe hở chiếu xuống, bao phủ lại thân thể nguyên giao. Sao, sao lại thế, ta lại vượt qua thiên kiếp, nguyên giao giờ phút này mới kịp phản ứng, tự lẩm bẩm, vẻ mặt mừng như điên. Nàng lập tức nhớ ra điều gì đó, đôi mắt đẹp nhìn khắp nơi xung quanh rất nhanh thấy được thân ảnh hàn lập đa tạ thượng tiên xuất thủ tương trợ không biết có thể hiện ra chân dung để tiểu nữ tử ghi nhớ suốt kiếp mối ân tình này nguyên giao thanh âm cung kính hàn lập mỉm cười cũng không có hiện ra chân thân vào lúc này một cỗ hấp lực khổng lồ từ trong cột sáng màu trắng rơi xuống thân thể nguyên giao bị quang trụ mang theo bay về phía không trung sau đó lóe lên biến mất không thấy gì nữa hàn lập thở nhẹ thở ra một hơi nhìn về phía bình nhỏ trong tay, nhướng mày. Giờ phút này bình nhỏ gần như trong suốt, không cách nào kiên trì quá lâu. Sắc mặt hắn đột nhiên động một cái, bấm niệm pháp quyết thôi động bình nhỏ, kim quang lóe lên. Hàn lập lần nữa quay trở về thời không thông đạo, sau đó hóa thành một đạo huyễn ảnh bay về chỗ sâu trong thời không thông đạo. Sau một lúc, hắn bấm niệm pháp quyết, trước mắt bạch quang sáng ngời, người đã rời đi thời không thông đạo, xuất hiện ở trên không của một vùng biển đục ngầu khác chương 1394, phi vũ đại kết cục. Hàn lập lơ lửng đứng giữa không chung, chắp tay sau lưng, trong mắt hiện lên một chút hồi ức. Từng đợt gió biển nhẹ nhẹ mang theo mùi vị mặn mòi đặc trưng phả vào mặt hắn. Nơi này chính là vô biên hải phụ cận thiên nam. Đây chính là nơi năm xưa hắn và tử linh đã đặt chân đến, sau khi cùng nhau thoát ra từ bụng một con la hầu. Tuy linh khí ở đây vô cùng thiếu thốn, nhưng thần hồn hàn lập lại cảm thấy đặc biệt thoải mái. Tựa như một kẻ tha hương nhiều năm, đã trải qua biết bao khó khăn khi rèn luyện ở bên ngoài nay rốt cuộc cũng quay trở về mảnh đất quê nhà bấy lâu nhung nhớ đây là cảm giác bình an tự đáy lòng mà không có nơi nào thay thế được hàn lập hít sâu mấy hơi không tiếp tục nán lại đây nữa thoát một cái thân hình hắn liền biến mất ngay tại chỗ rồi thình lình hiện ra giữa không trung phía trên một dãy sơn mạch dãy sơn mạch này không quá lớn trong đó có một khu vực mà địa hình hiểm yếu bao gồm vài chục ngọn núi cao thấp không đều quây quần với nhau có phần đáng chú ý trên dãy sơn phong này được bố trí không ít cửa ải, chạm ngầm. Thỉnh thoảng lại có vài thân ảnh vận trang phục canh gác đi ra đi vào. Rõ ràng khu vực này đã bị một bang phái võ lâm phàm tục chiếm cứ. Đây chính là Thải Hà Sơn, và bang phái chiếm cứ địa phương này chính là Thất Huyền Môn. Nơi đây vốn dĩ có rất nhiều người quen của hắn, mặc đại phu, trương thiết, kể bản thân hàn lập thời niên thiếu. Trên một sơn cốc nho nhỏ khá gần nơi ở của đệ tử Thất Huyền Môn, một gã thiếu niên vẫn hắc bảo với khuôn mặt lạnh lùng đang không ngừng vung vẩy thanh trường đao trong tay bộ dáng như đang luyện tập một môn đao pháp nào đó gã thiếu niên này chính là lệ phi vũ trường thiên bình nay đã không còn nữa hàn lập muốn tận dụng cơ hội cuối cùng này để trở về quá khứ nhìn lại hảo hữu thời thiếu niên của mình một chút trường đao trong tay lệ phi vũ vẫn không ngừng bay múa đao phong gào thét đao ảnh loang loáng khắp bốn phía hàn quang phát tán khắp nơi dường như giữa không trung còn mơ hồ phát ra tiếng sấm trầm thấp, uy thế không tầm thường chút nào. Y phục họ lệ giờ đã ướt đẫm, tuy hồ khẩu của cánh tay cầm đao đã sưng tấy, đỏ ửng, nhưng lệ phi vũ vẫn không dừng lại, nghiến răng tiếp tục luyện tập. Hàn lập trông thấy vậy liền nhẹ gật đầu. Năm xưa họ lệ phục dụng triều tủy hoàn chỉ là một phần nguyên nhân. Sở dĩ đao pháp của lệ phi vũ xuất chúng như vậy chính bởi vì họ lệ đã khổ công rèn luyện ngày đêm. Nhưng lúc này, tiểu bình trong tay hắn càng lúc càng trở nên mờ nhạt. Hiển nhiên, lực lượng còn lại đã sắp cạn kiệt, Hàn Lập đảo mắt một cái, rồi cấp tốc bấm niệm pháp quyết điểm về phía Lệ Phi Vũ. Một đạo hắc quang bay vọt ra từ đầu ngón tay hắn, lóe lên một cái liền chui vào mi tâm Lệ Phi Vũ rồi lập tức biến mất. Họ Lệ không phát giác được chuyện gì khác thường, vẫn mải miết luyện đao như cũ, mồ hôi chảy ròng ròng. Hàn Lập thấy vậy liền mỉm cười, đang muốn trở về hiện thực. Đột nhiên, hắn nhướng mày nhìn sang một phương hướng khác ở bên dưới một thiếu niên da rẻ đen đúa với gương mặt phổ thông đang từ trong thần thủ cốc đi thẳng ra ngoài ánh mắt thiếu niên đen đúa này vô cùng mờ mịt tựa hồ đang thần du vật ngoại chẳng phải đó chính là hắn thời niên thiếu hay sao khi nhìn đến khu vực phía trước thiếu niên một chút nội tâm hàn lập chợt có chút khác thường nơi đó trường thiên bình đang lẳng lặng vùi mình đợi chờ ai đó phát hiện nhưng căn cứ vào quỹ tích bước đi của thiếu niên đen đúa kia để phán đoán thì át lần này bản thân hắn không phát hiện ra trưởng thiên bình, cứ thế mà vượt qua thôi. Hàn lập thấy vậy bèn nhấc chân tung một cước vào hư không. Trường thiên bình đang nằm ở dưới mặt đất liền dục dịch động đậy, vô thanh vô tức nằm lệch sang bên trái vài tấc. Ai ui, thiếu niên đen đúa vấp ngã rúi rụi, hắn suýt xoa ôm lấy bàn chân của mình, rồi ngồi lăn ra đất kêu lên đau đớn. Trông thấy một màn như vậy, hàn lập bất giác tủm tỉm cười nhưng đúng lúc này tiểu bình trong tay hắn rốt cuộc cũng triệt để hư hóa chút lực lượng còn sót lại đã hao hết bịch một tiếng tiểu bình vỡ vụn thời không thông đạo lập tức xuất hiện sau lưng hàn lập một luồng lực lượng pháp tắc thời gian hùng hậu ập tới nuốt chừng thân thể hắn lúc này tại thiên ngoại vực nam cung uyển và kim đồng vẫn đang kiên trì chờ đợi ánh mắt hai người mơ hồ toát lên một chút lo lắng ầm ầm hư không trước mặt hai người đột nhiên cuồn cuộn một hồi rồi mở ra một thông đạo hun hút một bóng người lập tức bay vọt ra từ bên trong chính là hàn lập trông thấy hắn hai người nam cung uyển và kim đồng vui mừng ra mặt lập tức lại gần chào đón thời thế dịch chuyển con tạo xoay vần chớp mắt một cái đã không biết bao nhiêu vạn năm trôi qua hắc thổ tiên vực mấy trăm pháp trận phía trên phi thăng đài đang vận chuyển không ngừng tản mát ra từng vòng từng vòng quang mang bên cạnh mỗi một phi thăng pháp trận đều có một tu sĩ tiếp dẫn ngày đêm thúc trực hắc thổ tiên vực vốn kết nối với rất nhiều giới vực hạ giới thì thoảng lại có một pháp trận sáng lên, báo hiệu có tu sĩ phi thăng vừa truyền tống đến tiên giới. Sau đó, những tu sĩ này sẽ được được tu sĩ tiếp dẫn đưa tới một mảnh kiến trúc trùng điệp ở đằng xa. Một pháp trận trên phi thăng đài chợt bừng sáng, quang mang phóng thẳng lên trời. Ở giữa quầng sáng hiện ra thân hình một gã thanh niên áo đen, ngũ quan lạnh lùng. Nửa người gã đã cháy đen, hiển nhiên gã vừa mất sức chin châu 12 hổ mới vượt qua phi thăng chi kiếp nên vẫn còn hôn mê chưa tỉnh. Có điều, cánh tay loang lổ máu của gã thanh niên vẫn nắm thật chặt một thanh trường đao màu đen. Dường như cả hai vốn là một thể vậy, bề mặt thanh hắc đao chí chít phết dạn, nhưng vẫn thấy rõ hai chữ tượng hình cổ xưa phi vũ. Hắc đao này hiển nhiên là một kiện tiên khí, phẩm chất tựa hồ đạt đến tiên thiên tiên khí, mặc dù bộ dáng của nó đã bị tàn phá nặng nề, nhưng vẫn không ngừng tản phát đao ý kinh người. Tên tu sĩ tiếp dẫn trông coi pháp trận này là một nam tử trung niên tóc trắng, mày kiếm mắt tinh, có nét phong trần hai bên tóc mai đã lốm đốm hoa dâm, khóe mắt nam tử này cũng mang đầy nếp nhăn, mặc dù vẻ ngoài của nam tử vẫn còn tráng nhiên, nhưng ánh mắt lại chất chứa vẻ tang thương, già nua dị thường. Tu sĩ tiếp dẫn phát hiện được thanh niên áo đen, liền tỏ vẻ kinh ngạc, lập tức vung tay. Một luồng bạch quang nhu hòa phóng ra từ tay nam tử tóc trắng, cấp tốc bao phủ thân hình thanh niên áo đen, khiến cho thân thể dày thương tích nhanh chóng phục hồi. Đồng thời, thanh niên áo đen cũng dục dịch tỉnh lại. Vừa mở mắt, thanh niên áo đen đã lập tức nhìn ngắm thanh hắc đao trong tay vẻ mặt thương tiếc vô cùng tại hạ cao thăng hoan nghênh đạo hữu phi thăng tới hắc thổ tiên vực trung niên nam tử tóc trắng đứng ở một bên bèn mỉm cười tại hạ lệ phi vũ từ bắc phong giới phi thăng tới đây thanh niên áo đen âm thầm quan sát xung quanh một lượt với vẻ ngạc nhiên rồi đáp lệ phi vũ cao thăng ngẩn ra tên ta có gì không ổn sao lệ phi vũ thấy vậy chờ động dung hỏi ngược lại một câu không có gì không ổn có điều tên họ của đạo hữu quả thực rất giống với một vị đại năng tại chân tiên giới, chỉ khác nhau đúng một chữ. Chữ, vũ, trong tên họ của vị tiền bối kia chính là, vũ, trong, hạ vũ, còn của đạo hữu chính là, vũ, trong, vũ mau. Vẻ mặt cao thăng lập tức khôi phục như cũ, y vừa cười vừa nói, ồ, vậy thì quả thực xảo diệu, lệ phi vũ hơi nhướng mày, không nói chuyện này nữa. Vận khí của lệ đạo hữu rất tốt, hắc thổ tiên vực là một trong những tiên vực phồn hoa nhất chân tiên giới đệ nhất tông môn chân tiên giới chân ngôn môn cũng tọa lạc ở đây. Cao mẫu chính là tiếp dẫn tiên sứ của chân ngôn môn. Bổn môn hoan nghênh nhất chính là những tu sĩ phi thăng từ hạ giới như đạo hữu vậy. Không biết lệ đạo hữu có hứng thú gia nhập bổn môn chăng? Cao thăng dù rất muốn bói một quẻ nhưng đã kịp nhịn xuống. Y tươi cười giơ tay tạo thành thế mời. Tại hạ chỉ vừa mới phi thăng chân tiên giới nên chuyện gì cũng chưa biết. Việc tùy tiện gia nhập tông môn dường như không quá thích hợp không biết cao tiên sứ có thể lý giải tình huống chân tiên giới một chút cho tại hạ được không lệ phi vũ hơi sửng sốt rồi bình tĩnh hỏi việc này đương nhiên chân tiên giới vốn dĩ vô biên vô tận chia thành mấy ngàn tiên vực lớn nhỏ không đồng nhất hắc thổ tiên vực là một trong số đó diện tích của các tiên vực cũng lớn kinh người một gã tiên nhân bình thường có khi cả đời cũng không ra khỏi một tiên vực cảnh giới tu vi của tiên nhân lại chia thành kim tiên thái ất đại la đạo tổ ba ngàn đại đạo pháp tác trí tôn Muốn tu thành bất kỳ cảnh giới nào cũng cần tiêu phí mấy triệu năm, nhiều khi là hơn 10 triệu năm mới được. Hàn thiên tôn của chân ngôn môn ta chính là một vị đại năng đại la cảnh, kỳ thật cũng chính là chân tiên giới đệ nhất nhân. Có điều, ồ, đúng rồi, vừa nãy ta nói có một vị đại năng cùng tên họ với lệ đạo hữu chính là Hàn thiên tôn đấy. Vừa nhắc đến, Hàn thiên tôn, gương mặt cao thăng chợt tỏ vẻ phức tạp, tôn kính có, mà yêu tư cũng có. Hàn thiên tôn, chẳng phải cao tiên sứ vừa mới gọi vị tiền bối kia là lệ phi vũ hay sao? Lệ phi vũ kinh ngạc hỏi, năm xưa, lúc mới phi thăng tiên giới, Hàn Thiên Tôn từng dùng tên giả, lệ phi vũ, trong một thời gian rất dài. Bởi thế, lệ phi vũ được coi là cái tên thứ hai của người nọ. Cao thăng nói, không biết danh tự đầy đủ của vị Hàn Thiên Tôn này là gì. Lệ phi vũ nghe vậy chỉ khẽ gật đầu, nội tâm bất giác nảy sinh một chút tò mò về nhân vật Hàn Thiên Tôn kia. Họ lệ bèn hỏi, tục danh của hàn thiên tôn chính là trên chữ hàn dưới chữ lập cao thăng vừa nói vừa ôm quyền hướng lên trời thi lễ hàn lập lệ phi vũ lẩm bẩm trong miệng nhất thời tỏ vẻ nghi hoặc chẳng biết tại sao mà họ lệ lại cảm thấy danh tự này vô cùng quen thuộc đừng lên tiếng thân phận của hàn thiên tôn tại chân tiên giới vốn cực kỳ cao quý không thể gọi thẳng tôn danh nếu chẳng may bị người khác nghe thấy e rằng sẽ dấy lên một hồi phong ba cao thăng lập tức trầm giọng nhắc nhở đa tà tiên sứ chỉ điểm. Lệ Phi Vũ nghe vậy cả kinh, vội vã đảo mắt nhìn quanh một lượt nhưng không phát hiện được ai chú ý tới mình, lúc này mới thở vào nhẹ nhóm, chắp tay nói cảm ơn. Về sau lệ đạo hữu lưu tâm chuyện này một chút là được. Cao thăng khoát tay, cao tiên sứ, nếu vị hàn thiên tôn nọ chỉ là một đại năng đại la cảnh, thì tại sao lại có thể được xưng là chân tiên giới đệ nhất nhân? Chẳng phải tiên sứ vừa nói đạo tổ mới là cảnh giới tối cao hay sao? Lệ Phi Vũ lại hỏi không biết vì sao họ lệ lại nảy sinh lòng hiếu kỳ vô cùng với vị Hàn Thiên Tôn này. Tự cổ trí kim, Hàn Thiên Tôn là nhân vật truyền kỳ số một tại chân tiên giới. Phạm nhân tu tiên, phong vân tái khởi, xuyên qua thời không, luân hồi nghịch chuyển chính là nói về hắn. Những sự thích liên quan tới hắn dẫu có nói ba ngày ba đêm cũng không hết. Chuyện này để sau hãy bàn cũng chưa muộn, trước tiên, chúng ta hãy qua phi thăng cung để đạo hữu báo danh đã. Cao thăng cười lớn, vậy hết thầy xin nhờ cao tiên sứ an bài. Lệ Phi Vũ gật đầu tán đồng, rứt lời, Cao Thăng liền dẫn theo Lệ Phi Vũ bay về phiến cung điện ở phía xa. Một tiểu sơn cốc tại Hắc Thổ Tiên vực, nơi đây, mặt đất có suối nhỏ uốn quanh, trên trời ánh dương có rọi xuống. Cây cối um tùm xanh mát, hoa thơm quả ngọt, chốc chốc lại vang vẳng tiếng chim ríu rít, thanh tịnh vô cùng. Sâu trong sơn cốc có vài gian lầu các đơn sơ dựng nên từ che trúc. Phía ngoài khu lầu các này là một tòa đình bát giác. Dưới mái đình đang có mấy bóng người quay quần, trong đó, thân ảnh vận một bộ thanh bào bình thường, toàn thân không mảy may tiết ra một chút ba động pháp lực, thoạt nhìn không khác phàm nhân là mấy, chính là Hàn Lập. Nữ tử vận trường bào trắng muốt ngồi sát bên cạnh hắn đúng là Nam Cung Uyển. Thân thể nàng mơ hồ toát lên một luồng luân hồi pháp tắc khổng lồ, đã đạt tới thái ất cảnh đỉnh phong, chỉ còn cách đại la cảnh một bước ngắn. Một bé gái da rẻ trắng như trứng gà bóc, tóc bện trỏm trên đầu cấp tỉnh chạy quanh hai người. Cô bé đang mải miết đuổi theo mấy con giống bằng gỗ, hình dáng tương tự tiểu miêu tiểu cầu, Tinh xảo vô cùng. Mấy thứ đồ chơi bằng gỗ này vậy mà bốn vó tung bay, cuống quyết chạy loạn tựa như vật sống vậy. Chúng còn thi nhau phát ra những tiếng, meo meo, gâu gâu, khiến bé gái cười khanh khách không ngừng. Ở trung tâm là hai người giải đạo nhân và tử linh đang ngồi đối diện nhau, ở giữa là chiếc bàn đá với ván cờ vây đang giang dở. Hàn Lập và Nam Cung Uyển yên lặng ngồi một bên quan sát cuộc đấu. Giải đạo nhân hiện đang ngồi trên chiếc xe lăn, nửa thân dưới của y đã bị hư không nuốt chừng bộ dáng quỷ dị vô cùng. Thoạt nhìn, tình huống giải đạo nhân lúc này chẳng khác trần đoàn lão tổ là bao. Có điều, gương mặt y vẫn một mực thong rong, không có lấy một chút nóng này. Giải đạo nhân liên tiếp hạ cờ, cờ đen trong tay y đã chiếm được một mảng lớn tại trung tâm bàn cờ. Ngồi đối diện y là tử linh, nàng vận một bộ tử sam bó sát người, để lộ những đường cong vô cùng thước tha. So với trước đây, tu vi của tử linh đã tăng tiến không ít, cũng đã đạt tới cảnh giới đại la trung kỳ, cờ trắng trong tay nàng không hề yếu thế vẫn phòng thủ bốn góc vững vàng vây lấy đám cờ đen ở trung tâm bầu không khí nơi đây quả thực hết sức an tường dường như ngay cả ánh dương khi dọi xuống đây cũng trở nên nhu hòa hơn đôi phần chân mày hàn lập trượt khẽ động khóe miệng hắn hơi nhếch lên khẽ cười có chuyện gì vậy phu quân tuy nãy giờ sự chú ý của nam cung huyền đều đặt trên bé gái tinh nghịch nhưng nàng cũng lập tức nhận ra sự biến hóa của thần sắc hàn lập